công thì ta đã nhúng được cái nội dung tiếp theo, và bây giờ ta đưa vào trong quá trình module học. Module học của một giáo viên của xây dựng như thế nào thì ta muốn là OBC, OBG, tức là giáo viên thử làm bài giảng hay là thử học thì chúng ta đều có thể xây dựng trên này. Cái quan trọng nhất là ta tạo ra một môi trường My Learning, tức là các cái module học cho từng em, hoặc là của cả lớp, hoặc là của cả khóa học, thì ta đều có thể làm trên này. Tutorial Learning, các cái bài giảng liên quan SCORM, chuẩn giáo trình, và có thể tương tác và xem được trên này. Vậy thì ta có thể vào cái phục My Learning. Ở trên này ta sẽ nhìn thấy các cái khóa học, các lớp dạy, các tình trạng học của từng học sinh đã làm bài tập ra sao, vân vân. Ta sẽ nhìn trên này. Ta sẽ có tạo ra và phần để cho các em có thể dựa trên đấy có thể nhìn được, ví dụ như tình trạng các bước học, thời gian biểu học, các cái chuẩn, các bài test, các chuẩn giáo trình, các chuẩn tương tác. Tiếp theo, ta đi sâu vào cái phần quiz, tức là các cái dạng thức để giáo viên có thể tổ chức các cái bài test để kiểm tra 15 phút tiếp, hoặc là kiểm tra thi học kỳ, chúng ta đều có thể tổ chức được trên question pool, ta tạo ra một loạt các câu hỏi rồi dạng survey khảo sát là tình trạng trong quá trình học lý thuyết hoặc là thực hành như thường, thì chúng ta phải tạo ra ba cái dạng thức như trên. Một là ta đi sâu vào phần quiz và các cái bài test. Ở đây ta cách xây dựng bài test như sau. Cho phép hiển thị bài test ở phía bên này, nó sẽ hiển thị ở phía dưới của cái menu quiz, hoặc là không, ở đây là không. Ta lấy bảng chuẩn điện, thước đo, cái cách tính điện của theo hệ Mỹ là từ 1 đến 100%, hoặc là điểm số theo hệ Đức, điểm của Nga hay là của Việt Nam là điểm từ 1 đến 10, của Nga, Nhật Bản hoặc của Đức. Advanced setting, số người được phép tham gia vào, có thể là 100 em. Đây là số thời lượng. Thời lượng giữa các cái câu trả lời đã được phép dài 3 phút. Rồi thời gian chữa 10 giây đổi câu hỏi. Cho phép hiển thị điểm, điểm số. Rồi cho phép review lại trước khi lộ bài. Câu hỏi có thể là ngẫu nhiên, hoạt động để thực hiện cho phép số điểm sau khi thi, tức là sau khi thi xong cho phép in lại bản điểm. Người sẽ tự tin thực sự ngăn chặn các cái ngăn chặn, sau đó thì feedback để em phản ánh về những cái đề thi nhầm, khó, nội dung không hợp hay cái gì đó, vân vân. Các cái khiếu nại có thể cấp chứng chỉ, tín chỉ hoặc là tín chỉ theo từng môn, có thể chọn mẫu, chọn mẫu, có thể chọn mẫu chứng chỉ môn học vật lý lý thuyết, hóa học cơ bản, hữu cơ, môn tế bào học, vân vân, những cái môn phần theo bộ môn được cấp. Tiếp theo là cái phần public school thì thời gian vân vân, thời gian thi, thời gian kết thúc của cái môn thi này. Okay. Để đi sâu vào việc tổ chức cái hiển thị các cái câu hỏi thì là phần thứ hai. Phần này ta đưa ra các cái dạng câu hỏi. Ví dụ câu hỏi số 1, ta hỏi về